giao lưu anh em một cây cốc chua nha anh em. Cây này em quấn cái bầu em bỏ như này em thả trong cái bồn này nha. Thả miếng đàn. Cây cốc chua sống khỏe nè. Cây này có hình củ bệ là 140 nha anh em nha. Cao nó 1m3 tới cái đầu đầu cành nha anh em. Sống khỏe rồi anh em ạ. Quanh cũ của nó. Một cây cốc chua nha anh em. Này hãy xịt cẩu nha. Anh em nào thích thì bấn lên cái bầu. Bầu hèm quanh lưỡi mùng ở đây. Này trong động đan sẽ gặp cốc chua nha anh em. Hầu lúc vò dìa cây này nặng 60 kg nha anh em. Làm bầu nữa thì phải 80 kg. Cả miếng đan này rơi vào chắc có tầm tầng 2 tầng 3 nha anh em nha.